Đây có trang sao phát được. Thì giờ thôi. Hello cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, có thấy rõ ràng không? Bắt chuột thì dở. Ăn thì ăn, người ta ăn 2 con, không ăn 3 con. Ăn còn hơn xuống đèn nữa. Nói gì trời ơi, đi bắt chuột đi học hỏi. Sợ sợ nó mẹ. Sợ. Ta học hỏi này kia nọ. Nó quay phim. Bởi ta nói nó không phải nói nha. Hôm nay là ông Sư Ngố ông cho mình hôm nay rất là nhiều rồi. Mà hôm nay mình cơ hội cho nó không lợi thì trong chưa có được thử, mình chưa thấy chưa hài lòng. Bây giờ mà mình là phải cho là ông Sư Ngố mình mới vừa lòng đó, đúng không cả nhà? Chứ để thôi ông đàn ông gì đâu mà cả nhà lựng, mình thấy mình coi mình cũng rất nó cũng đúng. Gì đâu mà cái gì cũng dở chứ. Mà được có một cái thôi. Nói chung hiền, công nhận hiền. Thiệt tình có. Còn ngố luôn nữa. Bởi vì cái tên ngố này là tên ngố của mình đặt cho ai. Mà thật sự là mình biết là vậy, nhưng mà có cái được cũng có cái không. Giờ là hôm nay mình phải cho anh lợi, là mà cho anh lợi, cho anh giờ chuyến này là cho anh, nói chung là cho anh lụm luôn. Bây giờ là hôm nay là giờ là mình không cho ông xuống, mà ông cứ xuống hoài chuyến này để. Bây giờ mình có cách này, mình cho anh, mình nghe nói mình Covid. What? Bây giờ là mình sẽ nó bị bệnh đi thử coi, mình nói thử coi phản ứng thì ngố như thế nào, còn dám xuống không, để thổi hở cái lớp xuống hoài luôn. Nói ông là tối ngày ông lết làm những lết xuống ngay hoài à, ông nói lết đâu, chạy xe mà đi bộ mà lết hồi nào, ông có lết đâu mà lết, ông chả treo lắm. Bây giờ để mình thử đi coi sừng ngố làm sao nha, để coi chuyến này còn dám xuống đi hay không. Đây mình đi chuẩn bị nha. 1 hour later. Các bạn, mình đã điện cho ông sừng ngố rồi. Bây giờ chắc cỡ đi con xuống liền đó, chắc chút xíu xuống. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Hả? Bị rồi. Đi có chàng vô đứng xa xa nha. Sao không đeo có chàng vô? Quên nữa, đứng xa xa nha. Trời ơi. Thiệt không? Có test chưa? Trời ơi, nó thiệt không muốn mày. Trời. Test chưa? Chị, test nữa. Ừ. Test rồi. Rồi sao vậy? Sao làm sao? Tôi tính ông đợi ông lên, ông tôi nói chuyện. Rồi anh lên, rồi em nói chuyện. Thằng nói anh xong mà... Thằng nói mới mốt đừng có lên nữa. Em đóng cửa, không ra nữa.
Dạ, ai rồi anh không lên rồi ai rồi sao anh đi chợ phải mua đồ ăn đồ. Trời ơi, đồ ăn nè, nước mắm nè, cái màu rồi đây kho. Thôi bây giờ anh đi về đi, rồi anh đóng cửa. Thôi không lên là lỡ có chuyện gì rồi sao sao rồi biết có mua thuốc uống gì chưa mới biết à mới à. Rồi mua thuốc chưa cứ sao ra rồi mua thuốc chưa hai mét thuốc gì để thôi đi mua tôi mới biết bệnh nè mới biết luôn á. Thấy chân người kỳ kỳ tôi tiếc rồi. Vậy là em mệt không làm nó khổ. Bởi vì tôi kêu anh đi về đi. À, triệu chứng sao á? Sao anh thấy trong người anh không có gì đâu? Hả? Anh thấy trong người anh không có gì đâu? Ủa ông không có bị tôi bị mà. Không đi lên lầu, mày đi lên lầu, mày đi lầu, mày lên lầu đi chứ tao. Đi lên lầu. Đi lên lầu đóng cửa nè. Cửa luôn hả? Quán đồ. Thôi giờ đóng cửa. Cứ xa xa đi 2 mét mới được. Thôi giờ anh để anh ở trong nhà, chứ em đi lỡ cái gì em có nóng sốt gì đó rồi anh còn lo được. Không, bây giờ là nó ngớt lại là bây giờ á. Cái này là cơ hội đó. Thôi vậy. Bây giờ ông quên đó, bây giờ là anh đó đi về đỡ. Anh ở dẫn đi. Em vậy sao đi về dẫn đỡ được, chứ sao bị yên. Có gì đâu thì bệnh này rồi dễ dẫn. Chứ không phải chơi. Bệnh... Nó nóng quá được. Thôi. Bệnh gì tự nhiên quên rồi. Không biết. Trời ơi, trời ơi. Thank you.
nói gì với nó. Sương ngố luôn vậy nhắc. Nói cái đóng cửa gì chuyện mất tiêu. Thấy gì cũng ngố dữ lắm. Để ngồi yên im đi. Nãy giờ hơn 10 phút, 15 phút rồi ông ngố không quay lại rồi cả nhà ơi. Vậy là ông đi thiệt luôn rồi. Vậy là mình mở cửa rồi đánh tiếp đó. Chọn thành công rồi nhé. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Cái gì trời, tụi bệnh thì cái tao nói bệnh như dở làm gì. Đấy chưa. Thử rồi chắc ăn phải không? Nhiều khi ăn bệnh á, ăn tét nó không chính xác rồi sao? Thì trời không gì không ngọt đó nữa, tét đau lắm. Cái gì? Không gì nữa đó, bệnh không bị thôi quên. Nãy giờ mới mệt luôn, bố ơi, đứng ra đi chụp nó lại. Không, đâu có được. Dạ rồi, nó biết rồi, có gì vậy? Dạ, dạ. Vô, mở cửa ra con vậy nha. Mày liếc gì vậy? Đi lên đâu? Đi lên lâu. Dạ. Mày đi lên lâu đi. Trời ơi, phải đâu. Không được, bây giờ để anh đè anh test anh nghe đi. Bây giờ tặng chắc ăn á. Tôi làm gì nè? Thì là em không có bị, nếu mà em không bị là anh không có bị F1, đúng không? Khi rồi em test. Mau ngủ đi, thấy gì mà ghê ăn dữ trời. Đâu có, tại anh biết đường anh đi mua thuốc, đâu cho em uống. Ôi ôi. Chứ bây giờ em tự kỷ mà. Thì tôi đúng rồi. Nè, nó nói lấy cái này nè, chọc vô mũi á. Dạ trời là bỏ vô cái ống rồi nè, cái xịt vô trong cây này nè. Gì ông rồi? Ông đi mua này luôn hả? Ừ. Trời ơi, trời. Ông mua ở đâu hả? Nè chưa? Tiệm thuốc bay đầu đường trái đậu. Trời ơi là trời. Ông nội, tiệm thuốc bay đầu đường bán gì trời? Thì ra rồi mình mua thì người ta bán thôi. Ôi chua con mát. Con mát hết rồi uống cái đó. Em test lại cái đôi em đi. Đâu. Còn lo cho em nữa chứ. Thôi. Ở đây để bắt rồi test đi. Không biết đúng tên đâu. Giờ để tôi test được. Ở giờ để anh test mới được. Ôi dạ, em ngồi xuống đi. Không có. Ông ơi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Dạ, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ôi, cũng tỉnh tôi nha. Ngồi xuống đi, test cho. Ngồi xuống. Ôi, trời ơi, ba chào á. Ông không thấy. Còn mạo luôn không? Test rồi. Test rồi. Lòng với anh đi. Lòng với anh đi. Thầy có trang sao test được. Hồi nãy thôi rồi có tiền. Không được, mua rồi sao mà bỏ đi. Mua rồi. Tao nói vợ lo sốt gió luôn. Bây giờ mình phải ngồi lên test thôi. Để kiểm nghiệm được. Kiểm biết được còn mua thuốc đổ cho em nữa. Thôi lòng mua tao uống mày. Sao? Sao? Ờ, bệnh thiệt thì nó test đi, tôi lại vẫn chịu. Lỡ là người mua thuốc mà chạy chữa nữa. Trời, bây giờ làm bông chết luôn á. Tội lao á. Đau quá. Nó ngồi, bây giờ nó bỏ. Tội lao quá. Cái gì? Cái gì? Nó test rồi, test nữa. 80 ngàn một bộ đó. 80? Ừ. Em mua em biết giá hả? 80
80 ngàn hả? Vậy mà đó te lúc mà mình dùng đó test dốc cái trời trời biết mấy chục lần mấy chục lần. Ờ vậy thôi nãy giờ đi bây giờ thôi. Ôi tôi bị mưa sao sao ông đeo ông không phải. Anh đeo khẩu trang em không đeo đâu có gì đâu. Ôi gì vậy anh bỏ khẩu trang ra cái anh mua lít còn anh tắm luôn. Cái này. Ủa anh. Cái này nè. Sao ông vậy? Tết hả? Ừ. Ôi không có tết gì vậy đấy. Đi rồi hả? Hãy tôi sợ tết này tôi sợ. Tao ngồi lành nhẹ lắm không có đau. Ngồi ngồi không có nữa. Ôi thiệt mà. Ôi nè mày lấy cái này. Là tỷ ở lấy cái này ra trước đi rồi nó đét. Trời mất nó sợ cái gì trời. Lấy cái gì rồi lấy cái gì. Để sẵn nhau mày á. Nhưng kia mình thấy mẫu vô thôi. Không biết test nào. Không biết. Trời ơi trời thôi thôi biết. Ôi. Ôi. Ôi nghe được thôi. Trời ơi trời mua bán được em. Ừ. À, là trời tôi đâu phải tạo tạo, đâu làm gì nữa. Ôi, lỡ em á, nhà sếp cho yên tâm mẹ không bị lặn mừng liền. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Tao thấy cái này nghi nghi lắm nha. Cái gì vậy? Tết bị lưa đó, nhìn thấy nó xịn nè. Tết là tết giót nè. Trời nó đi rồi, nó tết thử đi ngồi biết gió này đây nha. Thôi ủa hai bên lăn hai bên nữa vậy hai bên luôn hả? Ừ sau đó có test một bên nữa nha sau đó chưa chuyên nghiệp chuyện có âu không người ta đến hai bên lăn cho nó chắc ăn ôi họ test rồi bây giờ hỏi được trời. Trời ơi, nhiễm được lắm hả? Ừ. Thì chứ hôm qua anh test làm sao? Test sao rồi, test sao? Chứ là nó không bị rồi, anh test làm sao? À, không nhớ đó, chứ nhớ đâu. Ừ, có biết gì đâu. Đó, quá rồi đó. Trời Phật ơi. Ôi, không biết hả? Không biết mấy gạch tao bị hả? Không biết nó nói dương tính này là không dương tính rồi. Ủa, này là những con bị hả? Là những con bị hả? Ủa gì sao mà la tết rồi bị rồi không biết gì chân không? Mà không cấp. Thì ra hay lời thảo luôn ha, làm hả tôi lo muốn chết. Thảo quá. Tôi chạy đi mua cái test liền nè. Không đi mở. Sợ đã có chuyện gì chắc là chết luôn. Không mở, không đi đi. Cái đâu? Cái đâu? Hả? Thảo quá ha. Trời ơi, dám nha, dám cho anh tôi ha, dám tôi ha. Đó nè. Thôi, dặn rồi tôi về luôn. Ôi trời ơi, muốn sầu nha, nhớ nha. 1 hour later. Trời ơi, các bạn ơi. Tiêu thương mạng, cho nó cũng bị phát hiện nữa. Tính ra mình thông minh vậy mà dốt cổ của ông Xuân Ngố rồi. Bây giờ ông Xuân Ngố này ông luyện tới đâu rồi ông ơi. Vậy mà ông không biết nữa. Khôn quá à, ông đi mua cái test luôn.
trời ơi cái ống ảnh nó cái tép mày hồi đó lúc trước cái tới giờ mà mặt nó tép hình như là mười mấy chục lần rồi á, ám ảnh luôn á. Giờ bây giờ cầm lại gọi cái tép nó hết hồn, mà mình hồi đó là mình chỉ biết cái tép mà không ngờ mà tép lại là cái gì chứ. Trời ơi các bạn ơi, dở cái quạt rồi cả nhà ơi có cách nào kiếm cách khác cho mình cho xuống ngủ là không cho bây giờ là bị bể cái quạt rồi. Không thành công rồi. Trời ơi, thôi không sao. Cũng tưởng báo hùng người anh chưa muộn mà. Thôi thua cái này mình mà cái khác. Chứ giờ mà nói tới đông sư ngố mình nổi máu điên rồi. Cảm ơn cái nhà đó thương mến hẹn dỗi xuống ngố nha. Đợi đó đi. Hai đợi đấy, sư ngố hai đợi đấy.